Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp công dân xử lý đơn kiến nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ban ngành địa phương liên quan. Theo đó, vụ việc được xem xét giải quyết là vụ việc của ông Lý Việt Trung, trú tại 23/4 đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, có đơn kiến nghị việc cha mẹ xây cấp nhà tại 14B Trần Phú trong khuôn viên ti thuế vụ chế độ cũ. Năm 1989, gia đình bị thu hồi đất để mở rộng nhà máy nước ngọt bia. Gia đình mất đất, nhiều lần khiếu nại nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết vụ việc ông Trung đã được nhiều cấp cơ quan xem xét giải quyết trước đó. Bí thư Thành ủy ghi nhận các ý kiến trình bày của công dân hôm nay và đề nghị các đại biểu tham dự chia sẻ những khó khăn của công dân khi khiếu nại nhiều năm và giao cho đoàn đại biểu Quốc hội xem xét rút kinh nghiệm trong quá trình tiếp công dân. Bên cạnh đó, căn cứ vào đơn kiến nghị, đề nghị đại biểu Quốc hội xem xét để kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại của ông Trung. Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố cần xem xét chuyển đề nghị này yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết và trả lời công dân. Đồng thời, đại biểu Quốc hội cần giám sát nghiêm túc việc giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với kiến nghị của cử tri.